Hello anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của True Smart. Mình là Mạnh Béo. Bây giờ thì để anh em lựa chọn một chiếc smartphone giá rẻ thì sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là chọn một chiếc smartphone tầm trung và giá rẻ. Thứ hai nữa là anh em sẽ chọn một chiếc smartphone ở phân khúc cao cấp nhưng mà có tuổi đời hơi cao một chút, có thể là cách đây khoảng 2 đến 3 năm. Và với mình thì mình sẽ chọn một chiếc smartphone ở phân khúc cao cấp nhưng mà có tuổi đời cao. Trên tay mình đây thì đang là sản phẩm Samsung Galaxy S8. Và tính đến thời điểm hiện tại thì khi mà mình tìm hiểu giá tại True Smart thì có mức giá là hơn 4 triệu đồng một chút. Và mình hơi giật mình với mức giá của nó. Với hơn 4 triệu đồng thì chúng ta có thể sở hữu một chiếc smartphone tầm trung này. Với một con chip Snapdragon 835 thì anh em có thể cho một hiệu năng chơi game cực kỳ tốt. Nhưng mà không phải là chỉ có chơi game không đâu, chúng ta còn rất nhiều đặc điểm nữa ở trên Samsung Galaxy S8 và mình sẽ chia sẻ các bạn ngay bây giờ. Thứ nhất thì mình sẽ nói qua với anh em về phần ngoại hình nhá. Đầu tiên thì để mà nói về Samsung Galaxy S8 này, chúng ta có là một cái thiết kế vô cùng mỏng và khi cầm trên tay thì mình thấy nó rất là nhẹ. Thật sự là cái trọng lượng khi mà mình cầm trên tay nó vô cùng nhẹ. Tiếp theo đó thì sản phẩm này sẽ có hai mặt kính và cái phần mặt kính này thì mình cũng rất là thích bởi vì nó rất là sang trọng. Tuy nhiên nó có một cái điểm trừ ở đây, đó là cái phần mặt kính nó hơi bị bám vân tay một chút. Có lẽ là mình sẽ mua một cái ốp cho chiếc Samsung Galaxy S8 của mình. Tiếp theo đó khi mà anh em nhìn xuống dưới thì chúng ta sẽ có một cổng Type-C để anh em có thể chạm vào sản phẩm này. Và chắc chắn là Type-C thì sẽ kèm thêm theo đó là sạc nhanh, nên anh em có thể yên tâm về cái thời gian sạc của sản phẩm này nhá. Kèm theo đó nữa thì các bạn sẽ có một cái jack cắm 3.5mm để mà kết nối với chiếc tai nghe của chúng ta, để mà không bị lãng phí những chiếc tai nghe có cái jack 3.5mm hiện tại nhá. Quay trở lại phần màn hình một chút thì với Samsung Galaxy S8 các bạn sẽ có một màn hình truyền thống, đó là màn hình cong và tràn viền. Và vào năm 2017 thì Samsung tuyên bố rằng là đây là một màn hình Infinity, tức là màn hình vô cực. Nhưng theo mình thì vào năm 2020 thì cái Infinity này nó không còn là Infinity nữa, bởi vì là cằm trên và cằm dưới của cái chiếc điện thoại này thì cũng khá là dày rồi. Quay trở lại với phần công nghệ một chút thì chúng ta sẽ có một cái màn hình, đó là Super AMOLED với kích thước là 5.8 inch và độ phân giải thì có thể lên tới là 2K+. Và với cái mức giá là hơn 4 triệu đồng thì mình có thể chắc chắn các bạn rằng không có một chiếc smartphone tầm trung nào có thể có được một cái chất lượng hiển thị như ở trên Samsung Galaxy S8. Nó lên đến 2K+. Đây là một cái điểm mà khiến mình lựa chọn chiếc Samsung Galaxy S8 thay vì là một chiếc smartphone tầm trung hiện nay. Tiếp theo thì là về phần bảo mật thì chúng ta sẽ có bảo mật mống mắt quen thuộc ở trên Samsung. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ có được một cái phần vân tay được ở đằng sau này để các bạn có thể là dễ dàng mở khóa. Tuy nhiên thì mình cần lưu ý các bạn một chút, đó là cái phần vân tay này thì nó sẽ được làm song song với camera. Thế cho nên là khi mà anh em chạm vân tay ấy, rất có thể là anh em sẽ chạm luôn vào phần camera và dẫn đến cái việc đó là bị mờ camera. Thế cho nên là anh em nếu mà sử dụng sản phẩm Samsung Galaxy S8 này thì hãy cẩn thận giúp mình một chút nhá. Tiếp theo đó thì mình sẽ nói về phần camera. Thì năm 2017 chúng ta chưa được thịnh hành cái cụm camera như năm 2018. Thế cho nên là một chiếc flagship đầu ngành như là Samsung Galaxy S8 vào thời điểm 2017 thì chúng ta vẫn chỉ có một camera đơn mà thôi. Tuy nhiên thì không phải vậy mà camera ở trên Samsung Galaxy S8 bị đánh giá thấp. Thực tế là khi mình chụp những bức ảnh này thì nó vẫn cho ra những hình ảnh rất là sắc nét này và cái màu sắc nó rất là tươi mới nhờ cái chế độ là HDR. Thêm vào đó nữa thì ở trên Samsung Galaxy S8 chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ, đó là quay video ở Ultra HD. Nhưng mà mình thường không sử dụng chế độ này và mình chỉ sử dụng đó là Full HD với 60 frame mà thôi, đã là quá đủ rồi. Cuối cùng thì mình sẽ nói về phần hiệu năng của sản phẩm. Mình đang có ở đây là phiên bản hàng Mỹ, thế cho nên là mình sẽ có con chip đó là Snap 835. Và các bạn cũng đã biết rồi, Snap 835 thì nó là một con chip quá tối ưu để anh em chơi game. Với một cái mức giá hơn 4 triệu đồng thì mình có tìm hiểu những cái smartphone mà có tầm giá tương đương ấy thì hầu như là không có smartphone nào tầm trung mà có con chip đầu 8 của Snapdragon cả. Đây là một cái điểm cộng rất lớn dành cho Samsung Galaxy S8 tại thời điểm năm 2020. Khi mà mình chơi game thì mình có thể đặt được cái mức setting, đó là ở mức setting cao, nên các bạn không cần bị lo lắng về cái việc là chơi game ở trên Samsung Galaxy S8 có tốt hay không, có bị giật hay bị lag hay không. Mình trả lời đó là không và hoàn toàn không. Với cái viên pin là 3000 mAh thì thực ra đây là một cái viên pin nó hơi khiêm tốn đối với Samsung Galaxy S8. Tuy nhiên thì theo như mình trải nghiệm chơi game ấy, với khoảng 20 phút chơi game thì máy sẽ tụt khoảng 10%. Và một cái điểm trừ ở đây đó là mặt gương kính sau khoảng 30 phút chơi game thì sẽ hơi nóng một chút. Nhưng mà bù lại thì cái khả năng chơi game của nó vô cùng mượt mà và anh em sẽ không cần phải lo về vấn đề giật hay là bị lag nữa. Với những người mà không thường xuyên chơi game, chúng ta chỉ sử dụng những cái tác vụ thông thường thì mình nghĩ rằng là với cái viên pin này thì chúng ta có thể sử dụng một ngày mới cần sạc. Hoặc là nếu như bạn nào mà có nhu cầu chơi game cao thì chúng ta có thể mua thêm một cái cục sạc dự phòng tại True Smart. Bởi vì sạc dự phòng tại True Smart có những cái hãng như là Anker này, Pasil thì đã được trang bị thêm cho anh em, đó là sạc nhanh rồi, thế anh em có thể yên tâm là khi mà vừa chơi game và vừa sạc nhá.
Tổng kết lại thì vào năm 2020, chiếc Samsung Galaxy S8 này nó vẫn cực đỉnh. Chúng ta có một hiệu năng chơi game rất tốt, cái khả năng quay video thì không cần phải bàn cãi rồi nhá. Và khả năng hiển thị màn hình thì cũng cực kỳ tốt, đó là 2K+. Thế cho nên là mình nghĩ rằng thay vì các bạn sử dụng 4 triệu đồng để mua một chiếc máy smartphone tầm trung thì tại sao không chọn một chiếc smartphone cao cấp nhưng mà tuổi đời nó chỉ cao hơn một chút thôi, đúng không nào? Và nếu như các bạn quan tâm sản phẩm này thì mình sẽ để link mua hàng ở phần mô tả cho các bạn nhé. Và đừng quên lại cho mình một like cũng như là subscribe nhá. Chào các bạn.